Và sau đây sẽ là một thông tin vui dành cho những người dân nào sinh sống tại thủ đô Hà Nội muốn đến với miệt cuối đất, đó là tại Cà Mau hay cũng như ngược lại là ở Cà Mau ra thăm trái tim của đất nước thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, nhằm để có thể thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau nói riêng và của toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, mới đây đường bay thẳng từ Hà Nội đến Cà Mau và ngược lại đã chính thức được đưa vào khai thác, mang tới nhiều kỳ vọng về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo đó, vào ngày 29 tháng 4, máy bay phản lực Embraer của Bamboo Airways chở theo 95 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay Cà Mau. Đây là chuyến bay đầu tiên được đưa vào khai thác trong đường bay Hà Nội-Cà Mau và ngược lại. Được biết, đường bay thẳng này sẽ được khai thác với tần suất là 3 chuyến khứ hồi một tuần vào lúc 6 giờ 55 phút cất cánh từ Hà Nội và 9 giờ 55 phút cất cánh tại Cà Mau vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Như vậy là hành khách chỉ mất hơn có 2 tiếng đồng hồ để có thể di chuyển từ Hà Nội đến Cà Mau và ngược lại.